Mời quý vị và các bạn cùng dành thời gian theo dõi chương trình truyền hình thị xã Điện Bàn, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Người dân ba xã Gò Nổi, Điện Trung, Điện Quang và Điện Phong long trọng tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã bàn giao nhà đại đoàn kết. Người nông dân thị xã Điện Bàn phát động thực hiện mô hình diệt cây mai dương, xây dựng mô hình kinh tế năm 2024. Chương trình có ghi nhận hội thao quốc phòng toàn dân thị xã Điện Bàn năm 2024 và ghi nhận khơi nguồn đam mê sáng tạo qua cuộc thi STEM cấp trung học cơ sở. Bây giờ là nội dung chương trình. Vừa qua tại đền thờ Vua Hùng và khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Trường Giang, chính quyền và người dân ba xã Gò Nổi, Điện Trung, Điện Quang và Điện Phong long trọng tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương. Chương trình diễn ra với lễ hương yết cáo và cung tiến lễ phẩm, người dân thành kính dâng lên những mâm bánh chưng, bánh dày tri ân công đức của các vua hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ. Lễ giỗ được nhân dân ba xã tổ chức thường niên vào ngày 10 tháng 3 âm lịch, trở thành một phần không thể thiếu trong tâm thức người dân nơi đây, luôn hướng về nguồn cội, ngưỡng vọng công đức của các vua hùng. Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã Điện Bàn tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029, với sự tham gia của 170 đại biểu chính thức, đại diện hơn 22.000 hội viên của toàn thị xã. Đây là đơn vị được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh chọn làm điểm trong tổ chức đại hội cấp huyện. Công tác hội và phong trào thanh niên thị xã Điện Bàn 5 năm liền là đơn vị xuất sắc từ năm 2020 đến 2022, dẫn đầu phong trào thi đua cấp tỉnh. Các cấp hội từ thị xã đến cơ sở đã tổ chức 317 đợt tình nguyện tại chỗ, thực hiện 93 công trình thanh niên, hiến 6.500 đơn vị máu trong các đợt hiến máu định kỳ và hơn 2.000 lượt hiến máu cấp cứu tại các bệnh viện. Đại hội Hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã khóa 6 35 anh chị. Dịp này, Bí thư tỉnh đoàn Phạm Thị Thanh đã trao huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho hai anh Đặng Văn Chiến và Đặng Văn Luyến. Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tặng cờ xuất sắc 5 năm liền cho Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã, cùng nhiều bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong nhiệm kỳ. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Điện Bàn vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động 50 về quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông giai đoạn 2020-2024. 5 năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã nâng cao chất lượng công tác khai thác trang bị kỹ thuật, 20 xã phường đầu tư kinh phí xây dựng đủ 100% bàn lao súng, lán cứu hỏa, thông nòng trang cụ cho tiểu liên AR-15. Các cơ quan đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, duy trì thực hiện nghiêm các quy định gắn với thực tiễn đơn vị. Tại hội nghị, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc. Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn vừa tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2024. Hội thi có sự tham gia của hơn 120 vận động viên thuộc 20 đội tuyển đến từ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy các xã phường. Phần thi lý thuyết, kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Phần thi thực hành, xử lý tình huống chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà ở, kết hợp sản xuất kinh doanh. Các đội thi đã phối hợp thực hiện nhuần nhuyễn các kỹ năng báo động cháy, sử dụng phương tiện chữa cháy, phá khóa cứu người bị nạn, di chuyển tài sản và dập tắt đám cháy trong thời gian ngắn nhất. Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đội thi phường Điện Minh. Hiện nay, trên địa bàn thị xã, cây mai dương lấn chiếm đất nông nghiệp có xu hướng gia tăng. Vừa qua, Hội Nông dân thị xã địa bàn tổ chức lễ phát động thực hiện mô hình diệt cây mai dương, xây dựng mô hình kinh tế năm 2024 tại phường Điện Phương. Hội Nông dân phường Điện Phương có 2 mô hình tổ hội nghề nghiệp chuyên sản xuất trên đất diệt cây mai dương và luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường. Tại chương trình, Hội Nông dân phường Điện Phương ra mắt mô hình tổ hội nghề nghiệp sản xuất rau màu an toàn trên đất diệt mai dương. Hội Nông dân thị xã trao tặng kinh phí 10 triệu đồng thực hiện mô hình. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn tổ chức tọa đàm về công tác phối hợp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện. Hiện nay, 20 trên 20 xã phường đều có đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy với 135 đối tượng, trong đó có 82 người sử dụng trái phép chất ma túy và
và 36 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 14 người đang cai nghiện bắt buộc và 29 người được quản lý sau cai nghiện. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền và hỗ trợ đối tượng tái hòa nhập cộng đồng, nêu lên những khó khăn vướng mắc trong xác định đối tượng nghiện, sự bất hợp tác của gia đình và đối tượng nghiện. Các đối tượng sau cai nghiện khó tìm việc làm và khó khăn về nguồn kinh phí. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Điện Bàn vừa tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ bà Trần Thị Thu ở thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước. Bà Trần Thị Thu thuộc diện hộ nghèo sống neo đơn hay đau ốm, nhà cửa xuống cấp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã đã hỗ trợ bà 30 triệu đồng sửa chữa lại ngôi nhà. Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận thị xã, Ủy ban Mặt trận xã Điện Phước cùng thôn Nhị Dinh 3 đã có những phần quà ý nghĩa tặng bà Thu. Ủy ban Mặt trận thị xã cũng đã đến thăm trao tặng số tiền 30 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Nga ở thôn Tân Bình 3, xã Điện Trung sửa chữa nhà. Hộ bà Nga thuộc diện hộ nghèo tàn tật sống neo đơn. Ủy ban Mặt trận xã Điện Trung cũng hỗ trợ bà Nga 5 triệu đồng. Hội nông dân thị xã Điện Bàn vừa tổ chức lễ bàn giao nhà nhân ái cho hộ hội viên nông dân Phan Thị Nở, khu phố Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc. Hộ bà Phan Thị Nở là hộ cận nghèo, neo đơn, nhà cửa xuống cấp. Hội nông dân thị xã đã vận động hỗ trợ gia đình hơn 80 triệu đồng. Hội nông dân phường vận động cán bộ hội viên hỗ trợ 60 ngày công lao động, giúp gia đình sửa chữa nâng cấp ngôi nhà. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn vừa tổ chức Hội thao Quốc phòng Toàn dân năm 2024. Hội thao là dịp để nâng cao công tác huấn luyện, trình độ chiến thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu, cải thiện sức khỏe, thể trạng, góp phần xây dựng bản lĩnh, trình độ chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng và khả năng phối hợp tập thể, nâng cao toàn diện sức chiến đấu, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trong lực lượng vũ trang thị xã. Tham gia hội thao lần này có hơn 300 vận động viên đến từ 20 xã phường. Hội thao diễn ra trong 2 ngày, tranh tài các nội dung bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn xa trúng hướng, bơi vũ trang nam nữ, chạy vũ trang 1.500m nữ, 3.000m nam. Hội thao lần này là nơi chúng tôi được thể hiện khả năng của bản thân mình, là nơi để chúng tôi có thể giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong các nội dung thi đấu. Thời tiết nắng nóng, thi đấu nhiều nội dung nhưng các đoàn vận động viên đã hoàn thành tốt tất cả nội dung thi đấu. Nhiều vận động viên đạt thành tích cao và được tuyển chọn để tập trung huấn luyện, nâng cao tham gia hội thi cấp tỉnh. Kết thúc hội thao, ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho đơn vị phường Điện Ngọc, giải nhì toàn đoàn thuộc về các đơn vị Điện Phương, Vĩnh Điện. Giải ba toàn đoàn là các đơn vị Điện Nam Trung, Điện Quang và Điện Dương. Qua hội thao thì cũng đánh giá được sự khách quan, trung thực cũng như tinh thần quyết tâm giành kết quả cao, đoàn kết trong hội thao quốc phòng toàn dân năm 2024 thì góp phần vào thành công chung của hội thao lần này. Có thể thấy thành công của hội thao lần này có được từ công tác chuẩn bị, được tổ chức chu đáo, chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Các xã phường có sự quan tâm đầu tư, tập trung huấn luyện, đã tạo nên bầu không khí sôi nổi của ngày hội thể thao quốc phòng toàn dân thị xã Điện Bàn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình truyền hình thị xã Điện Bàn, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Nằm trong chuỗi hoạt động lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương của xã Điện Trung hướng về nguồn cội tri ân công đức tổ tiên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Điện Trung và Trung tâm Văn hóa Thể thao xã tổ chức đêm văn nghệ âm vang Điện Trung. 15 tiết mục đến từ đội văn nghệ và câu lạc bộ dân vũ các thôn, câu lạc bộ đàn hát dân ca xã Điện Trung, Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã, Trung tâm Văn hóa Hùng Vương, Hội Duyên dáng áo dài thành phố Đà Nẵng được khán giả đánh giá cao bởi chất lượng nghệ thuật và nội dung ý nghĩa. Tại đêm diễn, ông Phạm Trường Thành, Chủ tịch Hội đồng Hương xã Điện Trung tại thành phố Hồ Chí Minh đại diện hội hỗ trợ chương trình 20 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Chi thôn Nam Hà và mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Kinh thôn Tân Bình, nhận đỡ đầu 3 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, mỗi em 2 triệu đồng một năm. Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao phường Điện An vừa tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 10 năm 2024. Chương trình rước cờ Tổ quốc, cờ Đại hội, kiệu bác và cờ Hồng Kỳ cùng chương trình đồng diễn của các câu lạc bộ võ thuật, thể dục dưỡng sinh trên địa bàn phường thể hiện sức mạnh tổng hợp của phong trào toàn dân tham gia rèn luyện thể dục thể thao. Ba vận động viên tiêu biểu trong phong trào thể dục thể thao rước đuốc từ nghĩa trang liệt sĩ về trước lễ đài. Ông Đặng Công Nhiên, Bí thư Đảng ủy phường đã châm đuốc truyền thống khai mạc đại hội.
Đại hội đã thu hút sự tham gia của 300 vận động viên đến từ 7 khu phố với 5 môn thi đấu. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Phường Điện Nam Bắc được tổ chức tại sân trường Trung học cơ sở Nguyễn Đức An với hơn 500 vận động viên, cán bộ và bà con nhân dân. Tại lễ khai mạc đã diễn ra các nghi thức truyền thống. Ba vận động viên tiêu biểu rước đuốc về lễ đài. Bí thư Đảng ủy phường Phan Văn Phờ châm đuốc truyền thống khai mạc đại hội. Sau phần đồng diễn của câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, câu lạc bộ karate do, câu lạc bộ thể dục nhịp điệu, trường Trung học cơ sở Nguyễn Đức An, các đại biểu đã tham gia chạy Olympic từ sân trường Trung học cơ sở Nguyễn Đức An ra đầu đường Trần Thủ Độ và quay về điểm xuất phát với cự ly 1.000m. Ban tổ chức giải đua thuyền xã Điện Trung vừa tổ chức giải đua thuyền truyền thống mở rộng lần thứ tư năm 2024. Giải có sự tham gia của 42 vận động viên đến từ 6 đội đua gồm câu lạc bộ đua thuyền xã Điện Trung, hội đồng hương Điện Trung tại thành phố Hồ Chí Minh, xã Điện Phong, phường Điện An, xã Đại Cường và xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc. Các thuyền đua tranh tài ở hai nội dung giải hòa bình cự ly 2.000m và giải truyền thống 3.000m. Ban tổ chức đã trao giải nhất cả hai nội dung hòa bình và truyền thống cho đội đua xã Điện Phong. Dịp này, hội đồng hương xã Điện Trung tại thành phố Hồ Chí Minh đã trao bảng tài trợ kinh phí cho giải 30 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn vừa tổ chức cuộc thi trưng bày sản phẩm dạy học STEM dành cho học sinh cấp trung học cơ sở năm học 2023-2024. Cuộc thi đã diễn ra sôi nổi, lan tỏa tình yêu khoa học trong các em học sinh của 21 trường trung học cơ sở trên địa bàn thị xã. Cuộc thi lần này đã thu hút gần 100 thí sinh với nhiều đề tài phong phú đa dạng ở các lĩnh vực khoa học, công nghệ, toán học, kỹ thuật. 35 sản phẩm trưng bày sáng tạo thiết thực gần gũi với môi trường như thiết bị phát hiện khói thuốc lá điện tử, tái chế rác thải trong sinh hoạt thành những đồ dùng hữu ích, thân thiện môi trường, ứng dụng phần mềm Scratch, lập trình, khám phá vũ trụ tiếng Anh, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn và lành mạnh. Nhóm học sinh lớp 8-6 trường Trung học cơ sở Dũng Sĩ Điện Ngọc thiết lập phần mềm ôn tập các kiến thức đã học thông qua các câu hỏi trắc nghiệm, giúp học sinh không nhàm chán khi sử dụng và ôn tập được nhiều kiến thức hơn, đã được ban giám khảo đánh giá cao. Khi các em xây dựng cái phần mềm này thì nó mang cái tính hiệu quả rất là tích cực. Các bộ môn liên quan đến khoa học kỹ thuật thì nhà trường luôn luôn tạo điều kiện cho các em cả về cơ sở vật chất, kinh phí hay là đội ngũ các thầy cô giáo thì sẽ đồng hành cùng các em để hướng dẫn cho các em, để giúp các em là thỏa sức cái niềm đam mê sáng tạo của mình. Qua cái đợt này thì mình có thể thấy rằng là cái khả năng sáng tạo của các em và cái ứng dụng của các em trong cái việc học tập tại trường, những cái kiến thức cơ bản thì mình thấy rất là hiệu quả, rất là rõ ràng. Những cái sản phẩm mà đặt ở vị trí cao mà chúng ta có thể là giới thiệu nhân rộng cho những đơn vị trường còn lại trên địa bàn thị xã để mà các em có thể là được biết, được tham quan, học tập thêm và cũng có thể là từ những cái sản phẩm đó các em có thể phát triển cái ý tưởng của mình cho cái sản phẩm của năm học tiếp theo cũng như là có thể là vận dụng vào trong cái thực tiễn mà các em học hàng ngày với các cái môn học mà có cái sự tích hợp của các cái nội dung này trong cái việc học của các em. Ban tổ chức đã trao giải nhất cho sản phẩm phần mềm ôn tập bằng câu hỏi trắc nghiệm của trường Trung học cơ sở Dũng Sĩ Điện Ngọc và sản phẩm mô hình nhà máy thủy điện của trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình thị xã Điện Bàn phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.